Chào bạn. Giga H110 Gaming 3. Cái dòng này nó ở cái dạng vừa tầm khi nó mới sinh ra, nó dùng cho quán net chuyên để chơi game. Thiết kế như vậy. Giá của main hiện tại là 620.000 dành cho thợ, còn các bạn lấy lẻ từng chiếc thì các bạn cộng 50.000 nhé. Main nguyên bản như mới và bảo hành 1 tháng. Đến bây giờ thì tối thiểu khi chúng ta dựng cây thì các bạn có thể sử dụng H110. Và nếu các bạn đi với i5, ví dụ như i5 6500 thì bây giờ có giá khoảng 909 chưa pha. Đây. Khá đẹp đúng không các bạn? Có cổng HDMI, Vega, USB 3.0. Tất cả các tính năng của một mainboard thông thường, cái dòng gaming G1 này đều có các bạn nhé. Ở đây nó có viền LED này các bạn. Mấy cái LED báo và main chặn chiếc đầy đủ như mới này các bạn. Sản phẩm được bảo hành 1 tháng. Lỗi một đổi một các bạn nhé. Đây các bạn. Đếp bao nhiêu đây? Đếp cái này chẳng nhẽ đếp 216 à. Nhưng tem đây này các bạn. Bảo hành đến 21 tháng 8 năm 2022 này. Hãng chính hãng Thùy Linh Giga này các bạn này. Đấy. Không phải hàng Giga của Trung Quốc. Cần mua hàng thì các bạn truy cập no2.vn hoặc bốc máy côn cho mình theo số 0906 010103. Cảm ơn các bạn. Cái dòng Giga H110 Gaming này thì nó đắt hơn những cái dòng kia khoảng 3 đến 4 chục các bạn nhé. Nếu các bạn mua Giga H110 bình thường thì nó rơi vào khoảng là 599k dành cho thợ, còn khách lẻ thì cộng thêm 50. Cảm ơn các bạn.